các bạn và mọi người nha. Các bạn và mọi người xem hôm nay mình quay hai chiếc DC 70 với 70 Plus nha các bạn. Đất dẻo quá, dẻo chạy không nổi luôn nữa rồi. Gặp đất dẻo nữa rồi mọi người ơi. Hôm nay dùng này toàn đất dẻo không rồi. Quá dẻo luôn. Chạy chỉ không đâu. Đi luôn. Rồi luôn, một cái máy cho anh lúng luôn rồi kìa. Cái chảnh lúng luôn rồi kìa. Mày thấy chảnh nóng nào đủ. Để chảnh bảo đây. Cái lúng trên đây luôn các bạn ơi. Má dùng đất hôm nay là ổng gài là quay toàn là gặp đất dẻo không. Dẻo với lúng không. Bóc bóc đầu các bạn xem thấy không, tắt cái lún sâu gì không đó. Đây cũng muốn lúng luôn đó nè. Chết mẹ lúng rồi. Lúng rồi. Trời dẻo luôn. Này nó lại dẻo thôi chứ không bị gì chứ. Nào, 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 nào
đi bộ còn muốn lúng, đi không còn muốn lúng. Chơi canh canh á, quay lúng hả? Tôi quay hả? Mới vừa kéo lên chiếc bên đây lúng nữa rồi nè. Chết nữa rồi. Ô lên nè, lên nè. Dễ dính dữ vậy, quá dẻo. Thích luôn kìa, không đi luôn á.